ma trận căn cước, trò chơi trốn tìm, bao giờ Tô Đại mới hết kiếm ăn đây. Chưa hết Tết Giáp Thìn, Bộ Công an lại công bố mẫu thẻ căn cước mới thay thế cho mẫu căn cước công dân. Báo Thanh Niên vào ngày 11 tháng 2 đưa tin Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới. Bản tin cho biết để phù hợp với quy định của luật căn cước, Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới thay thế cho thẻ căn cước công dân đang có hiệu lực. Như vậy, đây là lần thứ 7 mẫu giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam bị thay đổi và người dân lại phải đi làm mới lần nữa trong vòng có 10 năm qua. Đây cũng là lần thứ 2 người dân phải thay thẻ căn cước mới trong vòng có 3 năm, kể từ năm 2021. Bộ Công an lại đề xuất mẫu thẻ căn cước mới và dư luận cho rằng có thể đây là cửa làm ăn của Bộ Công an. Mạng xã hội Việt Nam lại một lần nữa nổi sóng. Nhiều ý kiến cho rằng Bộ Công an của ông Tô Lâm hành dân vẫn chưa chán. Gần 50 năm sau năm 1975, làm cái thẻ căn cước cho dân mãi không xong. Việc thay đổi xoành xoạch mẫu giấy tờ tùy thân của công dân không chỉ làm cho dư luận phẫn nộ, mà cả báo chí do nhà nước quản lý cũng bức xúc không kém. Tờ báo Tiền Phong vào ngày 22 tháng 10 năm 2023 đặt câu hỏi: đổi tên căn cước công dân thành căn cước có lợi gì cho người dân? Tương tự, trên mạng xã hội, nhiều người bất bình và cho rằng trước khi làm, Bộ Công an hãy suy nghĩ cho kỹ, rồi làm một lần thôi, hay không ít các ý kiến phàn nàn. Mấy năm nay mất thời gian với cái thẻ này quá. Theo giới quan sát, truyền thông nhà nước Việt Nam từng tiết lộ một thông tin đáng quan tâm. Đó là cho đến nay đã có gần 80 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip được Bộ Công an cấp cho người dân. Điều đó có liên quan gì đến thông tin trên trang fanpage của Đảng Việt Tân? Theo đó, tác giả Hạnh Nhân cho hay, một nguồn tin cho biết bên làm phần mềm với cấp phôi nhựa là cháu của người đứng đầu Bộ Công an. Mấy năm gần đây, năm nào tiền thuế của dân cũng rót vào cỡ 3.000 tỷ. Không chỉ có thẻ căn cước công dân, mà cả các mẫu giấy tờ tùy thân khác do Bộ Công an quản lý và ban hành như giấy phép lái xe, mẫu sổ thông hành, hộ chiếu cũng được Bộ Công an sửa đổi liên tục trong một thời gian rất ngắn với nhiều lý do khó hiểu khác nhau. Giới phân tích nhận xét, mỗi phôi thẻ căn cước Bộ Công an chỉ cần tăng giá thêm 1.000 đồng, tương đương khoảng 0,04 đô la, nếu nhân với 80 triệu phôi sẽ là một số tiền không hề nhỏ. Điều đó sẽ khiến cho công luận nghi ngờ và đặt câu hỏi có hay không việc trục lợi của nhóm lợi ích nằm trong Bộ Công an khi liên tục đổi mẫu thẻ căn cước. Bình luận về hành trình vòng vèo của hệ thống giấy tờ tùy thân này, luật sư Ngô Anh Tuấn nhận xét, mỗi lãnh đạo lên thì đều có sự thay đổi và muốn mang dấu ấn gì đấy trong nhiệm kỳ. Thế nhưng thay vì dấu ấn tốt thì để lại tỉ vết. Tôi nghĩ họ đi lòng vòng do nhận thức từ lãnh đạo và cả từ ban tư vấn nữa. Ý kiến vừa kể trên phù hợp với đánh giá của công luận khi cho rằng đây là việc nhỏ, song đã bộc lộ một tư duy thiển cận, thiếu tầm nhìn và không ổn định của bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay. Đồng thời, đó cũng là một sự vô trách nhiệm, không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách mà còn đem lại sự phiền phức cho người dân. Việc Bộ Công an thay đổi xoành xoạch mẫu giấy tờ tùy thân cho công dân gây ra quá nhiều phiền toái, cũng khiến cho truyền thông quốc tế lưu tâm. Tờ báo BBC Việt ngữ trong một phóng sự cho hay đã tham khảo việc làm thẻ ID của công dân Thái Lan. Theo đó, thẻ công dân ở Thái Lan kể từ năm 1943 cho đến nay đã thay đổi 5 lần. Năm 2009, thẻ công dân Thái Lan đã thay đổi từ thẻ nhựa sang được gắn chip và mã vạch, được gọi là Smart Card, tức là thẻ thông minh. Đài BBC cũng cho biết, các đồng nghiệp Thái Lan cho chúng tôi biết, quy trình làm thẻ chỉ mất hơn 10 phút và họ không phải đổi thẻ gì từ năm 2009 cho đến nay. Công luận cho rằng, việc so sánh với Thái Lan của BBC càng cho thấy rõ cách làm việc quản lý của Bộ Công an Việt Nam quá nhiều khê. Nay vẽ cái này, mai bảy cái khác, chỉ để kiếm tiền chia nhau gây tốn kém cho người dân và xã hội. Tất cả đều nằm trong một chủ trương chung, đó là móc túi dân để trục lợi. Mẫu thẻ căn cước mới do Bộ Công an đề xuất. Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang từ Sài Gòn viết trên trang Facebook cá nhân rằng, từ ngày cách mạng tới đến nay, mọi thứ vận động theo quy luật đèn cù, chạy tít mù, nhưng sau đó khi quay vòng thì quay lại về chỗ ban đầu. Mới nhất, nhà báo Nguyễn Thông từ Sài Gòn trong sa thút với tựa đề Lại thay đăng trên trang cá nhân đã cảm thán như sau: việc Bộ Công an lại đề xuất mẫu căn cước mới để áp dụng từ ngày 1 tháng 7 cho đến nay thay cho mẫu căn cước công dân đang dùng với lý do để phù hợp với luật căn cước, quả thật không có gì để chê nữa, bởi hết mức rồi. Còn nếu các chú có những dự định nào khác thì làm luôn một thể, chứ đừng cứ vài năm một lần, mệt nhau quá.
thứ cần thay không phải là cái thẻ mà là cái đầu của nhà cai trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Ma trận căn cước, trò chơi trốn tìm, bao giờ Tô Đại mới hết kiếm ăn. Quan chức Việt Nam là nạn nhân hay tội đồ của Tổng Trọng? Lâu nay các quan chức trong bộ máy đảng và nhà nước tại Việt Nam, dưới con mắt của đa số dân chúng đều là một lũ sâu dân mọt nước, ăn không từ một thứ gì của dân. Trên trang Chân Trời Mới gần đây, có một vài bình luận tỏ ra thương xót cho các quan chức của Đảng Cộng sản khi cho rằng chính trị gia trong thể chế Cộng sản, cho dù đương chức hoặc về làm người tử tế, vẫn ăn không ngon, ngủ không yên, lo sợ đủ điều. Quan địa phương thì sợ bị khởi tố, phải cống nộp lại tài sản cướp được cho đồng đảng. Quan triều đình cao cấp thì sợ biến thành củi trong lò. Một câu hỏi mà công luận đặt ra đó là quan chức Việt Nam hiện nay là nạn nhân hay tội đồ đây? Một phiên tòa xét xử các quan chức ở Việt Nam tham nhũng. Sau đại hội đảng lần thứ 12 vào năm 2016, Tổng Trọng khi đó đã nổi tiếng với đường lối cứng rắn, được một bộ phận trong đảng và người dân ca ngợi là người đốt lò vĩ đại với chiến dịch chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giới phân tích đánh giá, lò lửa của Tổng Trọng không những thiêu rụi sự nghiệp chính trị của nhiều quan chức từ trung ương đến địa phương, mà còn thiêu rụi cả các lãnh đạo doanh nghiệp quốc doanh, còn lan xa cả những lĩnh vực tưởng chừng như bất khả xâm phạm là công an và quân đội. Dù rằng quốc nạn tham nhũng ở Việt Nam được coi là giặc nội xâm, nhưng trên thực tế, ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, bị cáo buộc đã chủ trương coi tham nhũng lại là một loại dầu mỡ bôi trơn, không thể thiếu chỗ bộ máy tham nhũng mà Tổng Trọng là người vận hành. Và câu hỏi đặt ra là tại sao lại nói như vậy? Tham nhũng là nguồn cơn, là gốc rễ của sự giàu có của các quan chức Việt Nam hiện nay. Nhưng tại sao cách làm giàu bất chính của quan chức mang tính hệ thống trong một thời gian dài vẫn không bị vô hiệu hóa? Và vì sao Tổng Trọng lại không áp dụng nghiêm các quy định của pháp luật để ngăn chặn triệt để? Pháp luật về phòng chống tham nhũng hiện nay ở Việt Nam đã quy định rất cụ thể, rõ ràng. Tại sao Tổng Trọng và ban lãnh đạo của Đảng nói chung lại không chủ trương áp dụng triệt để và nghiêm ngặt, mà ngược lại họ coi rằng chống tham nhũng là ta tự đánh ta? Để rồi không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách chức hết tất cả mới là tốt. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng đã ngồi đến 3 nhiệm kỳ, hoàn toàn sai với điều lệ của Đảng. Đó là lý do vì sao công cuộc đốt lò của ông Trọng đốt hoài, đốt mãi vẫn không hết củi. Công luận hoài nghi và đặt câu hỏi chống tham nhũng hay tham nhũng là chủ trương lớn của Đảng đây. Công luận cho rằng chưa bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam lại để xảy ra tình trạng cán bộ chạy chức, chạy quyền, mua ghế xảy ra trầm trọng như thời mà ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Thậm chí có những cáo buộc cho rằng Tổng Trọng còn chủ động bật đèn xanh, tạo điều kiện cho tay chân thân tín thao túng, môi giới, khiến tình trạng cán bộ chạy chức, chạy quyền, mua bán chức tước trở nên phổ biến, tràn lan từ Bắc đến Nam. Nhất là với cách làm độc đoán, thiếu minh bạch của công tác nhân sự, công luận nghi ngờ rằng ông Trọng tay phải sắp xếp nhân sự, tay trái thì cho đàn em bán chức, thì có ai biết đâu mà lần. Đó là lý do trong các kỳ đại hội đảng gần đây, dư luận hay thắc mắc tại sao các quan chức lứa mới được bổ nhiệm toàn là lãnh đạo vươn lên bằng mánh khóe, thủ đoạn chính trị, tiền bạc để thăng tiến, để rồi cứ đến hẹn lại lên, không ít cán bộ với mảnh bằng bổ túc văn hóa vài ba năm, từ cấp xã nhảy lên cấp huyện rồi nhảy lên cấp tỉnh. Anh nào tốt số sẽ được luân chuyển, lập tức tót lên trung ương, kể cả lọt vào bộ chính trị cũng chẳng mấy chốc. Đương kim Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên là một ví dụ như vậy. Nhưng với điều kiện bắt buộc là mỗi nước thang danh vọng, muốn có quyền thì phải đi đôi với có tiền chi ra để mà mua ghế. Vốn ít thì mua ghế nhỏ, đi kèm với bổng lộc khiêm tốn, gom góp đôi ba năm. Có món kha khá, nặng tay lại mua ghế cao hơn. Bởi quy luật bất thành văn của lũ quan chức thăng tiến ngày nay, đó là tiền nào mua ghế ấy. Và ghế càng to thì bổng lộc càng nhiều, thì chi cũng càng lớn. Hình ảnh cơ quan công an thu hồi tài sản của quan chức tham nhũng. Quy trình nhân sự mua quan bán chức như vậy đã tạo ra một vùng xoáy hút biết bao nhiêu quan chức của Việt Nam lao vào, như những con thiêu thân lao vào biển lửa, biết chết nhưng vẫn cố lao vào chỗ chết. Đó cũng là lý do vì sao hiện nay nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam lại diễn ra tình trạng đấu đá,
tranh giành quyền lực triền miên, không có hồi kết, bởi càng leo lên cao, các lãnh đạo mới cảm thấy an toàn. Nếu không, xa cơ lỡ bước, rời ghế, thì đối thủ phía bên kia sẽ làm thịt ngay lập tức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở trong tình trạng như vậy. Đây chính là hệ quả của việc chọn lọc nhân sự dựa trên việc mua quan bán chức là chủ yếu. Tóm lại, các quan chức Việt Nam hiện nay vừa lợi tội đồ nhưng cũng lại vừa là nạn nhân của một thể chế chính trị độc đoán, độc tài do một cá nhân lãnh đạo, đồng thời thiếu sự minh bạch cũng như thiếu vắng cơ chế kiểm soát và điều chỉnh quyền lực cần thiết phải có. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Quan chức Việt Nam là nạn nhân hay tội đồ của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.